vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhận thưởng lộc kép, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đúng 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch, trời Phật ưu ái, may mắn nhân đôi, lộc về xối xả, tiền xếp ngập nhà, đổi đời giàu nước két. Quý vị thân mến, kiếp người nơi chúng ta đang sống chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Chỉ có những người phước giàu mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ để đi qua mọi sóng gió, chèo lái con thuyền sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái nhiều thành công như ý. Xem theo quan niệm tử vi số mệnh thấy rằng, tùy vào từng thời điểm khác nhau trong vạn niên, mà mỗi con giáp sẽ được nhận phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này, bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại phú quý lâm môn, bạc tiền vô biên, thu hái tiền tỷ của thiên hạ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa. Và trong 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, được ơn trời đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, công việc tiến triển thuận lợi, làm ăn được lộc, tiền bạc cứ ào ào chảy về nhà, chất đẩy két, giàu sang phú quý bủa vây. Vậy, vận trình cụ thể của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ có diễn biến ra sao? May mắn từng tháng như thế nào? Và bản mệnh phải chú ý điều gì để đón may mắn, tài lộc ùa về, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa? Ngay sau đây là lời luận giải chi tiết của tử vi. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Trước khi đi vào nội dung chi tiết về vận trình của bản mệnh trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, chúng ta hãy cùng điểm nhanh qua đôi chút về người tuổi Kỷ Mùi 1979. Kỷ Mùi 1979, địa chi, thảo giả chi dương, dê đồng cỏ, mệnh thiên thượng hỏa, lửa trên trời, cung mệnh nam 1979, nam cung chấn mộc, đông tứ mệnh, cung mệnh nữ 1979, nữ cung chấn mộc, đông tứ mệnh, màu tương hợp, xanh, đỏ, màu tương khắc, đen, Phật ban phúc, ma lợi tử, Phật ban trí, Quan Âm Bồ Tát, Phật hộ mệnh, A Di Đà Như Lai, Phật bảo hộ, Đại Nhật Như Lai, hướng hợp nam 1979, nam, bắc, đông nam, đông, hướng hợp nữ 1979, nam, bắc, đông nam, đông. Con số hợp mệnh 3-4, 9 con số khác mệnh, một hành thổ giúp tuổi Mùi trở nên thực tế hơn, kéo tâm trí mơ màng của họ khỏi những tầng mây xanh. Yếu tố đất giúp củng cố thêm sự vững vàng trong tính cách của Kỷ Mùi, là những người đáng tin cậy và biết nghe lời. Họ thường rất hệ thống trong cách tiếp cận cuộc sống. Con giáp này biết lập kế hoạch từ trước, đề ra kỷ luật để tuân thủ trong suốt quá trình thực hiện đề án. Tuy phải vật lộn với sự thiếu tự tin, Kỷ Mùi vẫn là người rất ổn định, lạc quan và độc lập. Con giáp này tỏ ra khá thận trọng. Họ nghiêng về phía bảo thủ hơn là tự do. Cũng giống như các tuổi Mùi khác, Kỷ Mùi thích cuộc sống vật chất, nhưng họ có thể tự đáp ứng nhu cầu của riêng mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào những người khác. Với Kỷ Mùi, gia đình là tài sản quý giá nhất và họ sẽ làm việc chăm chỉ vì người thân. Họ không thích lãng phí tiền bạc, nhưng cũng không tính toán quá chi ly. Kỷ Mùi luôn vui vẻ, hạnh phúc và sẽ truyền cho bạn niềm vui. Nếu bạn biết rõ hơn về họ, con giáp này có thể coi việc giúp đỡ bạn bè là trách nhiệm của mình và nghiêm túc thực hiện điều đó. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh hỏa, chủ sự hào nhoáng, sôi nổi, nhiệt huyết bên ngoài, bên trong thì trống rỗng, họ sống cảm xúc, trọng tình nghĩa. Tuy nhiên, cách làm việc cực kỳ cảm hứng,
sự thăng hoa quyết định thành bại trong công việc của họ. Kỷ Mùi hành hỏa, khi tích cực thì họ truyền lửa, truyền đam mê, hứng khởi, động lực, niềm tin cho người khác. Khi tiêu cực thì họ hiếu chiến, hiếu thắng, cao ngạo, lúc thất bại lại dễ nản lòng, suy sụp hơn bất kỳ con giáp nào. Tuổi này cũng thiếu sự kiên trì bền bỉ, rất cần người ở bên cạnh để tiếp lửa cho hỏa khí trong họ cháy mãi. Họ đắc dụng nhất khi làm việc trong những ngành mang ngũ hành hỏa như nhà hàng, quân sự, hàng không, công nghệ, truyền thông, marketing xăng dầu, chiếu sáng, những ngành nhiếp ảnh, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, quảng cáo, dịch vụ. Ngoài ra, đường đi lối về, mùi triết tự tiếng Việt còn là mùi vị. Bởi vậy, người tuổi Kỷ Mùi hành hỏa, một khi đã rõ con đường, tường lối đi thì đi rất nhanh, thậm chí đạt được những thành tựu ở một thời gian rất ngắn, gọi là đột biến lớn. Xem tử vi 2024 Kỷ Mùi, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp giáp tương hợp, gặp được thiên thời chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, công việc làm ăn suôn sẻ, tài lộc thêm phần dồi dào. Xét về địa chi, Mùi gặp thìn bình hòa, vận trình dần có xu hướng ổn định, ít chịu tác động ngoại cảnh, công việc làm ăn hay thu nhập đều duy trì ổn định, gia đạo hay sức khỏe đều không gặp bất lợi nào quá lớn. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, vận khí tiến vào giai đoạn bình ổn, có sự tích lũy cao, hứa hẹn một năm bình yên, ít sóng gió mà vẫn đảm bảo tốt đời sống vật chất cũng như tinh thần, bằng lớn hơn tiểu kết. Xét về can chi, ngũ hành, tuổi Kỷ Mùi sẽ đón một năm nhiều may mắn, thuận lợi, mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy, ổn định, ít xáo trộn mạnh. Công việc làm ăn cứ thế tiến triển và mở rộng thêm, tiền bạc cũng gia tăng mấy phần so với trước. Về tiền tài, nếu có cơ hội tốt nhất định phải nắm chắc. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi có thể nhận được sự phù hộ của ba ngôi sao tốt lành là Tam Thai, Thiên Giải và Hoa Cái. Tam Thai có nghĩa là bạn sẽ từng bước được thăng tiến. Thiên Giải có thể hóa giải nan đề, hóa nguy thành an. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay tuy gặp khó khăn trong việc phát triển một số việc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tốt. Hoa Cái có thể phát huy hết tài năng nghệ thuật của người tuổi Kỷ Mùi, tìm ra con đường phát triển phù hợp với bản thân về sự nghiệp và tài vận. Vận may có thể không ngừng tăng cao, có thể bứt phá trên nhiều phương diện. Người tuổi Kỷ Mùi năm nay cần cẩn thận với ảnh hưởng tiêu cực của ba hung tinh, quan phủ, ngũ quỷ và tử phù. Từng chi tiết nhỏ đều phải thận trọng, kẻo rơi vào cạm bẫy do người khác răng ra. Nếu thường xuyên phải di chuyển bằng ô tô, năm nay nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông, nếu không có thể gây họa. Sao ngũ quỷ sẽ khiến người tuổi Kỷ Mùi nghi ngờ, chán nản, thậm chí sinh ra ảo giác, không nên thường xuyên đến những nơi xa xôi, nếu không sẽ bị từ trường, môi trường bất lợi ảnh hưởng tiêu cực. Đừng bơi trên sông một mình, đồng thời, nhiệt huyết đang nguội dần, cộng với ảnh hưởng của sao Hoa Két sẽ khiến tình cảm giữa tuổi Kỷ Mùi và bạn đời yếu đi. Hai người có thể lựa chọn chia tay. Nhìn chung, người tuổi Kỷ Mùi năm nay rất thuận lợi trong sự nghiệp và giàu sang, nhưng quan hệ tình cảm không được khả quan cho lắm, cần cẩn thận kẻo vướng vào kiện cáo. Năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nên tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền, không nên quá dồn tâm sức vào chuyện tình cảm. Dành thời gian tạo phước cho mình bằng cách chia sẻ đến cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện. Nhìn chung năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành, nhiều may mắn đối với người tuổi Kỷ Mùi, và có 3 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm vận chỉnh rực sáng, phát tài bùng nổ, tài lộc thăng hoa của Kỷ Mùi. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 3 tháng này chắc chắn sẽ đổi vận giàu có nhanh chóng, phất như vũ bão trong năm 2024. Tổng quan tử vi 3 tháng cuối 2024, tuổi Kỷ Mùi, 3 tháng cuối năm 2024, tiếp tục là thời gian vượng khí với những người tuổi Kỷ Mùi. Bản mệnh được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh,
mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể. Bạn chỉ cần mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên, thậm chí đổi đời từ đây. Về công việc sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi trong 3 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Vì vậy, bạn cần tập trung cao độ để nắm bắt cơ hội và bứt phá. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí, dù là người mới đi làm hay vừa thay đổi môi trường làm việc cũng nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Nếu có ý định tham gia thi cử trong nửa cuối năm nay, bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng. Tuy nhiên, có một số thời điểm trong năm, tuổi Kỷ Mùi dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Những lúc đó, bạn cần nhún nhường và lắng nghe ý kiến của mọi người. Về mặt tài lộc, tử vi tuổi Kỷ Mùi 3 tháng cuối năm 2024 có nhiều điểm sáng về tài lộc, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông. Người làm kinh doanh, buôn bán có thể nhìn ra hướng phát triển mới. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại, nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ngoài việc được khen ngợi sẽ không thể thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm, bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương xứng đáng với năng lực của mình. Nếu có ý định mở rộng kinh doanh hay thực hiện các kế hoạch làm ăn bên ngoài, tuổi Kỷ Mùi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Đây là một năm lý tưởng để bạn thực hiện ước mơ của mình cũng như nắm bắt cơ hội đổi đời. Đối với bản mệnh làm kinh doanh, muốn thúc đẩy các mối quan hệ xã giao để thuận đường làm ăn, thì nên đặt tượng Kỳ Lân ở hướng Tây Nam. Nó sẽ giúp gia chủ tăng cường quan hệ xã giao và doanh số bán hàng. Về sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp đương sự duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm. Nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh ắt tật bệnh thuyên giảm. Trong 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Kỷ Mùi chú trọng hơn tới sức khỏe của bản thân. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc, nên tránh được tình trạng lao lực kiệt sức. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi vẫn nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Năm 2024, người tuổi Kỷ Mùi chủ về bố cục Mùi Mão bán hợp một cục, tạo nên tính chất mộc khí khắc thổ, mà ngũ hành thổ đại diện cho dạ dày và lá lách, tỳ vị trong cơ thể con người. Như vậy, người tuổi Kỷ Mùi nên lưu ý đường cát trắng và các thực phẩm giàu axit sẽ rất hại cho tỳ vị của bạn, bao gồm cả những đồ uống ngọt. Bạn nên hạn chế đồ ăn nhanh và các loại đồ uống có ga. Trái lại, những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ như bí, bí đỏ, cà rốt lại kích thích chức năng của tỳ vị. Chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn. Trong các loại ngũ cốc, kê chính là loại tốt nhất cho hành thổ. Tử vi 12 con giáp khuyên người tuổi Kỷ Mùi cần ăn nhiều các món ăn làm từ kê và bí đỏ để cải thiện sức khỏe của mình. Về tình cảm gia đình và các mối quan hệ, tử vi 3 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 dự đoán, tuổi Kỷ Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, bạn đều đón nhận được niềm vui, hạnh phúc từ đối phương. Với người độc thân, bạn dễ dàng gặp được những đối tượng phù hợp về cả hoàn cảnh, tính cách, công việc, càng mở rộng các mối quan hệ, cơ hội cho bạn tìm hiểu và gặp gỡ càng lớn. Những người chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Hãy mở lòng cho mình và đối phương cơ hội tìm hiểu trước khi đi đến quyết định quan trọng. Những cặp đôi duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Người làm cha, làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh,
con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Người đã kết hôn, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp hay người độc thân muốn xúc tiến chuyện cưới xin thì nên đặt một chiếc gương soi. Gương có thể là gương trang trí, gương trang điểm đều được. Quý vị đang theo dõi video có nội dung nhận thưởng lộc kép, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đúng 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch, trời Phật ưu ái, may mắn nhân đôi, lộc về xối xả, tiền xếp ngập nhà, đổi đời giàu nước két. Tiếp theo là tử vi chi tiết của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, trong 3 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Kỷ Mùi 2024, tháng 10 âm lịch, trong tháng 10 âm lịch chủ về thiên tài đồng vượng thủy, nguyệt lệnh hợi thủy và mão mộc cùng bản mệnh tạo thành bố cục tam hợp mộc, đại cát đại lợi. Đây có thể coi là tháng may mắn dành cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, do bởi thiên tài tọa mệnh sẽ mang về cho bạn nhiều cơ hội làm ăn. Bạn cũng là một người cơ trí và biết sử dụng thủ đoạn để mang về nguồn lợi cho mình. Tuổi Kỷ Mùi bước sang tháng nhập tượng bán hợp thái tuế, với tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Theo đó, hiệu suất công việc được nâng cao trông thấy, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ. Đây chính là cơ hội tốt để tuổi Mùi khẳng định năng lực làm việc cũng như khả năng lãnh đạo. Đã tới lúc bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức và tài năng của bản thân rồi. Có điều bản mệnh luôn phải giữ đầu óc tỉnh táo, đừng nghe lời xu nịnh của kẻ xấu mà hủy hoại công danh, sự nghiệp. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh mang tới điềm ám muội trong các mối quan hệ. Nếu không hành xử khôn khéo, bản mệnh dễ sập bẫy kẻ xấu tự mình hủy hoại uy tín. Trong tháng 10 âm này, tuổi Kỷ Mùi được tài tinh cao chiếu. Theo đó, cả chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định. Tiền bạc khá rủng rỉnh, chi tiêu không còn eo hẹp như trước. Người làm công ăn lương có thể đón tin vui về việc tăng lương hoặc tăng mức thưởng. Mức hoa hồng, người kinh doanh buôn bán có một tháng bận rộn, đơn hàng tới tấp, làm nhiều hưởng nhiều, thu nhập tăng lên trông thấy. Có điều, nên nhớ ở đời không có bữa trưa miễn phí, mọi thứ bạn có được đều nhờ vào nỗ lực bản thân là chính. Vận khí tốt cũng chỉ hỗ trợ phần nào. Theo đó, đừng ỷ lại vào người khác hay bất cứ thế lực nào, quyết định của bạn là quan trọng nhất. Tử vi tháng cho thấy, khả năng cao tuổi Mùi sẽ phải đưa ra quyết định vô cùng quan trọng, thậm chí mang tính chất bước ngoặt nào đó đối với công việc, sự nghiệp của mình. Hãy lắng nghe chính bản thân mình, đừng để ngũ quỷ hung tinh có cơ hội tác oai tác quái khiến bạn mất phương hướng. Sai một ly đi một dặm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi 2024, tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch vận trình người tuổi Kỷ Mùi năm 2024, địa chi tháng và thái tuế tương hại, cũng tương hại với bản mệnh Kỷ Mùi. Đây là bố cục tài đến hại thân, nói ngụ ý vận trình vừa hung vừa cát, bạn được người thân yêu quý giúp đỡ, mọi việc phát đạt. Bạn cũng là người có trách nhiệm rất cao, nên làm việc vô cùng tận tụy. Những ưu điểm này vô tình mang tới họa thị phi, tiểu nhân hãm hại cho bạn. Tử vi tháng nhận thấy, người tuổi Kỷ Mùi bước sang tháng 11 năm 2024 âm lịch, với rất nhiều tin mừng trên đường không danh sự nghiệp, các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn. Công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian chống đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra. Sao thiên hình, sao xấu, đặc tính cô khắc, hình thương, tai họa, hình vong nghĩa tốt, giỏi thao lược, chủ động, xông xáo, ý xấu, dễ cao ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, thậm chí gây họa phạm tù tội. Nếu bạn khao khát nhận được sự kỳ vọng của mọi người vì họ muốn thể hiện bản thân là người có năng lực, thì sẽ bị kiếp tài ngăn lại. Bạn mắc chứng nhạy cảm và có nỗi sợ cực độ với những đánh giá tiêu cực từ người khác. Khi có vấn đề không hay xảy ra trong cuộc sống, người cầu toàn thường bị ám ảnh nặng nề hơn so với người bình thường. Vì thế,
họ rất dễ bị stress khi liên tục nghiêm trọng hóa lỗi lầm của bản thân. Tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Kỷ Mùi khá ổn định, việc thu chi khá cân đối nên bạn không còn lo lắng nhiều nữa. Tháng 11 năm 2024 này cũng là lúc Nhất Bạch bay về phương Đông Bắc, cho thấy lúc này là cơ hội phát tài, có lợi cho điền sản, dựng cơ nghiệp. Nếu ai đang muốn tìm hiểu về đầu tư, kinh doanh thì có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Nếu bạn chỉ mới đang tìm hiểu về đầu tư thì cũng đừng vội vàng nghỉ việc hay duy trì công việc của mình để đảm bảo thu nhập nuôi sống mình mỗi tháng. Bên cạnh đó, bạn dành thời gian rỗi để tích lũy kiến thức cho mình. Điều này rất quan trọng vì bạn không thể cố làm giàu nhanh với chút thông tin mà bạn đọc mãi không hiểu. Những ai nghỉ việc sớm sẽ có nguy cơ không có tiền đảm bảo cuộc sống cơ bản, không có kế hoạch cụ thể, khiến bạn rơi từ tình huống khó khăn này sang tình huống khó khăn khác mà thôi. Sức khỏe của bạn khá tốt, giúp bạn có thể cải việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Vì thời tiết lúc này đã trở lạnh, nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm. Hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi 2024, tháng 12 âm lịch. Tháng này tuổi Kỷ Mùi sẽ cởi mở để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống, xứng đáng với sự tin tưởng của bạn bè và những người thân yêu. Điểm báo bạn có thể đụng độ tiểu nhân hoặc loay hoay tìm ra cách để không bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt. Hàng loạt thách thức cùng lúc khiến bản mệnh làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ. Công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công giả tràng. Nguyên nhân chủ quan có thể nằm ở thái độ làm việc có phần cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt của bạn. Hơn nữa, Mùi còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở nửa chừng. Cận kề Tết Nguyên Đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối. Tháng này còn có thêm nguyệt lệnh lâm mộ ở Mùi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể biến động theo hướng tiêu cực nếu Mùi Thổ vẫn giữ thái độ bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác hoặc làm việc độc lập, đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ. Bạn vẫn cần hòa mình với tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh. Nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén, căng thẳng. Những chú dê sẽ phải làm việc tất bật gấp nhiều lần so với thời gian trước đó thì may ra kết quả mới khả quan. Còn nếu lười nhác, chủ quan thì chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Nhưng đừng quá lo lắng. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn. Nếu bạn có thể giữ thái độ điềm tĩnh, sáng suốt trong xử lý vấn đề, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, không nóng vội quyết định bừa bãi thì vận khí sẽ dần có khởi sắc, thậm chí chuyển nguy thành an những ngày cuối tháng. Hãy nhớ lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kèo hỏng chuyện. Trong tháng Ất Sửu, tài vận của người tuổi Kỷ Mùi ở thế trước suy sau thịnh, khởi sự ban đầu gặp khó khăn, nhưng càng về cuối tháng càng thuận lợi và được đền bù xứng đáng nhờ thiên tài hỗ trợ. Cuối tháng, không tính khoản lương chính, tuổi Kỷ Mùi còn có thêm những khoản tiền thưởng, hoa hồng, quà tặng Tết. Nhìn chung, tổng thu nhập trong tháng vẫn tăng so với tháng trước nên không phải lo lắng quá nhiều. Người kinh doanh buôn bán đầu tháng vất vả, tất bật, đến cuối tháng tổng kết doanh thu đáng khiến người khác ngưỡng mộ. Vì thế, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà phí hoài công sức. Có điều, tháng có đại hao chủ hao tán tiền của ảnh hưởng, tuổi Kỷ Mùi có tiền nên giữ chặt, đừng hớ hênh kẻo bị mất trộm hoặc dẫn dụ kẻ gian lừa gạt. Ngoài ra, các khoản chi tiêu phát sinh trong tháng cho sửa chữa, trang trí nhà cửa, mua quà cáp, sắm Tết khá nhiều. Ngay từ đầu tháng bản mệnh hãy lên kế hoạch chi tiêu chi tiết để tránh tình trạng thâm hụt mà vẫn có thể tích lũy được khoản không nhỏ. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần dành thời gian nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, học cách buông bỏ để giảm bớt áp lực cuộc sống. Có như vậy, tinh thần mới thoải mái,
tinh thần lại là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất. Phương diện tình cảm xuất hiện mâu thuẫn, cãi vã giữa các thành viên trong gia đình. Người độc thân có vận đào hoa vượng, nhưng đa phần là đảo hoa dữ, cần nghiêm cẩn giữ mình kẻo bị lừa gạt tình cảm, lời nhắc cây biến vận mệnh tuổi Kỷ Mùi trong thời gian này. Điều cấm kỵ thứ nhất, thả giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh. Có câu, tri thức là người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Trong đại dương tri thức, những gì bạn biết chỉ như một giọt nước nhỏ mà thôi. Thay vì tự thỏa mãn, tự kiêu ngạo với chút vốn liếng nhỏ của mình, thì bạn phải học cách lắng nghe và tiếp thu thêm nhiều hơn nữa. Có đối mặt với những lời nhận xét, phê bình gay gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Điều cấm kỵ thứ hai, thà chịu vất vả chứ đừng ham lạc thú. Ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí, góc cạnh và sự đam mê của mỗi người. Bạn rất dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái. Thà rằng vất vả cần cù, chịu khó chịu khổ để tôi luyện kiết trí, gìn giữ năng lực còn hơn. Đừng toan tính khôn lõi, vì làm người không có ai là ngốc cả. Không phải kẻ khác chẳng biết toàn tính thiệt hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra những chiêu trò khôn lõi vặt vãnh của bạn, họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau, chứ không ai chỉ ra cho bạn thấy. Đó mới là điều đáng sợ nhất trên đời này. Cái gì hỏng thì mình sửa, sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày, 10 ngày chưa được thì sửa 1 năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen nhưng tương lai rất có thể sẽ gặp về một thành tựu lớn. Điều cấm kỵ thứ ba, thà giả nghèo chứ đừng khoe khoang giàu sang. Phải nhớ rằng, cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản. Sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo nhiều mầm mống tai họa, thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, kẻ nham hiểm thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn. Nên nhớ rằng, hoa có thơm, ông bướm ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo rùm ben. Điều cấm kỵ thứ tư, thà bị lừa còn hơn không dám tin một lần. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Bất cứ lúc nào, bất kể điều gì có xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Nếu bạn chỉ đắm chìm trong sự sợ hãi, sợ bị phản bội, sợ bị lừa dối mà không mở lòng, thì đồng thời bạn cũng đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp phía trước. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung nhận thưởng lộc kép tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đúng 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch, trời Phật ưu ái, may mắn nhân đôi. Lộc về xối xả, tiền xếp ngập nhà, đổi đời giàu nứt két từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.